Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, Zika Audio, xin chào tất cả các bác, mọi người tử cốt đã quay trở lại kênh YouTube ạ. Vâng, thì hôm nay bên em có hai cái Super 3 2021. Đầu tiên là của anh Nguyễn Văn Bắc ở Bến Tre ạ. Vâng, và thứ hai là đơn của anh Phạm Văn Hoan ở Thái Bình ạ. Vâng, thì bên em đã setup hai Super 3 2021 của hai anh đây ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn hai anh đã tin tưởng và ủng hộ Zika Audio nhé. Hai Super 3 2021. Vâng, thì anh Hoan, anh cọc bên em trước 200 rồi ạ. Vâng, thì cái Super 3 2021 bên em bán giá là 3.2 bao ship ạ. Và bên em bất kỳ một vị khách nào bên em đều quay lại video và test sản phẩm trước khi gửi để đảm bảo hàng không lỗi lầm gì khi đến tay các bác, được đảm bảo. Vâng, thì bên em đang test cho anh Bắc nhá, anh Bắc trước ạ. Vâng, bass 30 rất là lực sâu. Đặc biệt là cái dòng súp B3 2001 này công suất 500W. 500W và đặc biệt là sở hữu nguồn xuyến 4 sò và sở hữu từ kép, đặc biệt chơi súp hơi và súp điện. Thì bác nhé, đây là sự nổi trội của cái Super 3 2021. Nó tái tạo giải siêu trầm rất tốt, hỗ trợ cho những đôi nam mà còn thiếu giải trầm hay là bộ dàn karaoke gia đình nhà chúng ta đang thiếu. Vâng, thì Super 3 2021 đang chơi anh Bắc nhé. Đây ạ, rất lực ạ. Vâng, thì bên em test luôn cho hai anh, anh Bắc và anh Thanh, anh Hoan. Vâng, Super 3 2021 đó, đây là dòng loa bass 30 mặt trước hay gọi là mặt ngang. Thì với cái không gian gia đình khoảng tầm 40 đến 50 mét vuông, cái Super 3 2021 này nó khai thác rất tốt, nó tái tạo dòng siêu trần rất là tuyệt vời. Vì công suất 500W đánh không kém gì những dòng bass 40 mà giá lại hợp lý. Đặc biệt phía trên đây được thiết kế cái kính cường lực rất là đẹp. Có thể in hình logo phía bên trong. Đấy, các bác có thể thấy đó, bằng cảnh vật xung quanh rất là hữu tình ạ. Vâng, và xung quanh được sơn sần chống xước và chống nước, và đặc biệt là sờ rất là mịn, không bị ráp, và cái khung gỗ này chất là chắc chắn, đây là gỗ MDE cao cấp để cho tiếng trầm được tròn mạnh vạnh luôn ạ. Nó không bị bẹt hay là méo hay là ù rền đau đầu như các cái dòng trầm ở phía nam. Đặc biệt cái dòng này nó đánh rất là gọn, uy lực và nghe rất là dễ chịu. Và khi chúng ta hỗ trợ giải siêu trầm, hỗ trợ những cái mẫu siêu trầm chuẩn chất lượng, thì cái bộ dàn chúng ta nó được tôn lên rất là nhiều. Vâng, thì đó là cái súp của anh Thanh đang hoạt động rất tốt ạ. Đây, em thử tắt súp của anh đi nhá. Vâng, đây nhạc không súp ạ. Vâng, nhạc không súp anh nhá. Vâng, thì em đang lấy tín hiệu từ máy lồng tiếng TD Acoustic Mana CB600. Vâng, đây là hai số hotline của Zika Audio ạ. Vâng, chúng ta nghe cái giải nhạc nó rất là thiếu, nó không đủ giải siêu trầm. Bây giờ lại bật lên ạ. Đó, các bạn thấy không ạ? Rất sâu. Rất sâu ạ. Vâng, giờ em chuyển sang cái Super 3 2001 của anh Hoan đi ạ. Vâng, của anh Hoan. Vâng, em chuyển trực tiếp cho các bác nhé. Giờ em tắt cái súp này đi ạ. Em muốn những sản phẩm mà đến tay các bác nó phải hoàn hảo, nó phải thật chất lượng, không lỗi lầm gì. Là bên em tất cả những sản phẩm này là bên em bảo hành 1 năm nhé, lỡ một trong tháng đầu các bác nhé. Anh Bắc và anh Hoan nhé, bên em bảo hành 1 năm ạ. Vâng, lại chơi Super 3 2001 của anh Hoan. Đấy ạ, đánh rất sâu. Vâng, thì một bên em bỏ e căng ra chúng ta dễ quan sát, còn đâu là nó được bảo vệ bởi một e căng lưới để cho tán xạ âm thanh xung quanh không gian rất là tốt, rất chắc chắn. Vâng, thì các bác có xem video này thì các bác cần tư vấn thì các bác vui lòng để lại số điện thoại dưới comment nhé. Bên em sẽ cập nhật tin tức và sẽ tư vấn cho các bác miễn phí ạ, cách kết nối, cách setup, cách chỉnh với một cái cục siêu trầm hay gọi là súp điện. Vâng, dòng súp điện thì có thể kết nối được tất cả những cái dòng âm ly, hay là nâng tiếng, hay là những cái vang, hay là những cái đẩy. Nói chung kết nối rất là đa năng, không kém cách kết nối đâu, chỉ cần có tín hiệu ra là được. Và đặc biệt là những cái loa kéo cũng có thể kết nối được ạ.
phối ghép thêm một cái đôi loa JBL model LS115 là đôi loa bass 40. Và chúng ta thấy nhạc sâu không ạ? Rất sâu luôn ạ. Vâng thì anh Hoan và anh Bắc nhé, hiện tại hai giúp B3 2001 của hai anh đang hoạt động rất ổn định ạ. Vâng, xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty chúc hai anh và gia đình sức khỏe và chúc hai anh luôn thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.